Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý cho bác hộ 111 bác khách cho anh em một con âm ly hàng xuất châu Âu, bác ý xuất từ châu Âu về. Con này không bán trên thị trường Việt Nam anh em nhé. Con này nó là âm ly Onkyo CR-70R anh em nhé. Đây, anh em lên anh em gõ CR-70R là nó sẽ ra thông tin của con này nha anh em nhé. Bác khách bác lên đời, bác nhờ thanh lý hộ, tại vì con bác ngày xưa bác hay nghe CD, nhưng đợt bây giờ CD của bác ấy bị đứt cơ cô doa rồi, bác ấy không nghe CD nữa, nên bác ấy thanh lý. CD con này mắc 240 anh em nhé. Em thì không chuyên về CD đâu, tại vì CD nó có tuổi thì bao giờ mắt nó cũng kém rồi, mà có thay mắt tàu mắt đều vào thì nó chỉ dùng vài bữa là nó hỏng thôi, nên em chẳng bao giờ bán đồ CD nữa. Khoảng một năm trở lại đây là em bỏ luôn đồ CD, không làm đồ CD nữa. Những cái đầu này có CD em cũng kệ, em chẳng quan tâm, em bán với giá âm ly đây anh em nhé. Đấy, lúc đầu bác khách mong muốn là con này bán với giá là 2 triệu, nhưng mà em bảo không, 2 triệu không được. CD nó còn chạy thì tầm 2 triệu bán được, chứ CD nó không chạy thì chưa đến 1,5 triệu. Thì bác bảo cố 1,5 triệu cho bác ý, mà không, 1,5 triệu không được. Thì thực ra cái màn hình này của bác ý nó còn hiển thị chữ nghĩa của CD nữa đâu. Cái màn hình này chỉ là chủ yếu dành cho CD anh em nhé. Đấy, dành cho CD thôi. Giờ nó không hiển thị, nó có hiển thị nhưng mà kiểu nó kiểu là như là nó bị loạn hay sao ấy. Đây anh em nhìn nhá, đây nó không rõ chữ. Mấy chữ bên này rõ, còn chữ giữa màn hình thì chẳng rõ. Đấy, thế con như hỏng, cho em bớt cho bác ý được 200.000 nữa cho anh em. Đấy, 1,3 triệu thôi là anh em có thể sở hữu một con âm ly công suất lớn 120W. Bình thường âm ly nghe nhạc của Nhật này thì nó chỉ dao động từ khoảng 40 cho đến 100-200W. Đấy là những con khỏe, nhưng mà những con càng khỏe thì giá nó càng cao. Con này được những 120W đánh khá là khỏe lắm anh em nhé. Công suất của nó tương đương 3 bộ loa vi tính loại cỡ lớn lớn ở ngoài siêu thị đấy. Mặt của nó trang bị mặt nhôm phay anh em nhé. Mặt nhôm phay còn khá là đẹp. Đấy, chỗ này nó có một cái ben cửa mở này, anh em mở ra thì anh em có thể chỉnh âm sắc trong này. Đấy, trong này nó có chỉnh bát này, chỉnh tép này và chỉnh ban lan trái phải đấy. Đây, speak cầu A cầu B đây. Để chạy hai cầu cùng lúc anh em nhé, anh em có thể sử dụng hai cầu cùng lúc. Bên chỗ này là nút loud nớt để tăng tiếng này. Tất cả các núm nút của nó đều êm ru hết anh em, xoay êm ru hết nhá, không có hề loè loẹt gì luôn. Đấy, đây là tép này, đây là bát này, đây ba lăng đây, êm ru luôn anh em nhé, không có loẹt duyệt gì cả. Đây là cái nút sound này, sound này anh em ấn vào để anh em chuyển chế độ nhá. Ví dụ anh em cắm điện thoại vào đường tuner đằng sau ấy, anh em cứ bấm vào đây này, bấm khoảng 3-4 chế độ là nó sẽ về ngược lại chế độ lúc đầu nhá. Đấy, rất là dễ dùng thôi, chẳng cần phải màn hình đâu. Đây, nội thất của nó đây anh em. Con này chuẩn made in Japan luôn anh em nhé, chuẩn made in Japan luôn, tất cả linh kiện đều là của Nhật hết anh em nhé. Đây, nó chạy 4 con xò than to, 4 con xò than to nhé. Như con này em đã kiểm tra chất lượng còn ngon anh em nhé, trừ cái phần CD này, này. CD này đứt cua doa rồi, mắt của nó mắt 240 anh em nhé, CD đứt cua doa rồi. Đấy, đứt cua doa khi mình bấm ở đĩa nó kêu o này. Đấy,
đấy, nên là em sẽ rút luôn cái cáp này ra cho anh em này. Đấy. Em rút luôn cái cáp này ra cho nó tránh cái trường hợp mà anh em bầm dính kêu o nhé. Đấy, em rút luôn cái cáp này ra. Đấy. Cái cáp này là cáp của phần đi và phần CD này nhé. Anh em nếu mà anh em về mà nghịch sửa chữa lại CD ấy, hay cu loa cu giếc thì anh em cắm lại nó vào nhé. Đây phía sau đây em nghe đường CD này nhé. Bây giờ sẽ rút đường CD này ra này. Được. Em rút luôn cả cái phần loa này ra, tại dây loa hơi ngắn, để em quay đằng sau cho anh em nhé. Con này nó hàng xuất châu Âu nên nó chạy luôn điện 220V được anh em nhé. Đây. Đây, Onkyo CR70 Made in Japan anh em nhé, 120W này, 120W này, điện 230V, 120W. Đấy. Chuẩn sản xuất tại Nhật luôn anh em nhé. À đây có một công tắc nguồn phụ ở đây này. Đấy, khi mà anh em ấn và tắt đi ấy. Đấy. Đây công tắc cứng anh em nhé, ấn tắt ở đây đi thì điện nó không vào âm ly nữa. Bật nó lên thì điện nó lại vào âm ly. Đây, hai cầu loa đây A và B nhé. Nếu mà anh em đấu từ 4 ohm A hoặc B có nghĩa là anh em chỉ đấu nguyên hai loa cầu trên hoặc hai loa cầu dưới thì anh em có thể đấu từ 4 ohm nhé. Còn nếu mà anh em đấu đồng thời cả 4 loa thì anh em phải đấu từ 8 ohm anh em nhé. Đấy. Đây các đường vào của nó đây. Mình chỉ cắm vào đường line thôi là được nhé. Đấy. Cái giá thì anh em sở hữu rất là yêu thương thôi. 1.300.000. 1.300.000 để bán hộ bác khách nhé. Em không được lời là nghìn nào đâu. Em chỉ được lời một chút là cái sản phẩm bác ấy đổi sang thôi. Còn con này thì không có lời bán hộ. Để thu cái vốn về. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.